dự án khu nhà ở giảng viên Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh hay còn gọi là dự án 245 có vị trí tại đường Gò Cát, đường 836, phường Phú Hữu, thành phố Thủ Đức, được quy hoạch phát triển gồm các khu căn hộ chung cư, nhà liền kề, các công trình giáo dục, y tế, tiện ích, công viên, cây xanh cùng hạ tầng giao thông nội khu. Dự án 245 khu nhà ở giảng viên cán bộ Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh ban đầu có quy mô hơn 80 ha, đến năm 2014 đã được điều chỉnh thiết kế quy hoạch còn 63 ha. Quyết định số 2308 QĐ Ủy ban Nhân dân, một phần đất được tách ra quy mô 15 ha được điều chỉnh là một dự án thành phần để phát triển căn hộ thương mại và làm lại pháp lý để kêu gọi các nhà đầu tư vào phát triển. Dự án nhà ở 245 Phú Hữu Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh được Ủy ban Nhân dân thành phố chấp thuận chủ trương đầu tư từ năm 2001, nhưng đến nay đã gần 20 năm vẫn chưa hoàn thành. Tiến độ thi công mới đang ở giai đoạn làm hạ tầng giao thông. Dự án 245 khu nhà ở giảng viên cán bộ Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh được thực hiện bằng 100% nguồn tiền của cán bộ giảng viên do công đoàn tổ chức đầu tư. Dự án được thực hiện theo phương thức tính đủ chi phí chuẩn bị đầu tư và thực hiện đầu tư lập dự án theo quy định của nhà nước. Hoàn tất trình tự quy định về đất đai, đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, phân lô giao nền và cấp quyền sử dụng đất cho người góp vốn. Trên đây là những thông tin cơ bản của dự án khu nhà ở cán bộ giảng viên Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn các bạn đã quan tâm. Hãy ủng hộ nhóm review bất động sản Alo Căn hộ Sài Gòn chúng tôi bằng cách like nhé.